Mourinho và Lukaku rất có duyên, nhưng đó lại là một mối lương duyên đầy trắc trở. Giờ đây, họ lại một lần nữa tìm đến nhau. Người cha già, Mourinho đã dang rộng vòng tay chào đón đứa con hoang đàng, Lukaku. Mùa giải năm 2023 đến năm 2024 là lần thứ 3 tiền đạo người Bỉ làm việc với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau khi AS Roma mượn thành công Lukaku từ Chelsea với bản hợp đồng có thời hạn một mùa. Từ trước đến nay, Bikram và Mourinho đều gặp nhau trong những tình huống chẳng lấy làm vui vẻ gì. Ngược lại quá khứ về thời điểm khoảng 10 năm trước, Lukaku lúc bấy giờ đang khoác áo West Brom dưới dạng cho mượn từ Chelsea. Chàng trai này chỉ mới 19 tuổi, nhưng anh đã sớm cho thấy tiềm năng sáng giá khi ghi tới 17 bàn và có 7 pha kiến tạo trong 35 trận tại Ngoại hạng Anh năm 2012 đến năm 2013. Những trưởng Lukaku sẽ có thể trụ lại Stamford Bridge sau khi tỏa sáng rực rỡ tại West Brom. Nhưng tân huấn luyện viên trưởng Mourinho trong lần thứ hai dẫn dắt Chelsea vẫn để sao trẻ sinh năm 1993 đầu quân cho Everton dưới dạng cho mượn một mùa. Ở thời điểm đó, người đặc biệt có trong tay ba tiền đạo là Fernando Torres, Demba Ba và Samuel Eto'o. Trước khi tới Goodison Park, Lukaku không có bất kỳ lần đá chính nào trong lần đầu tiên làm việc với Mourinho. Cả ba lần vào sân của trung phong người Bỉ trong màu áo the blue ở mùa năm 2013 đến năm 2014 đều là từ băng ghế dự bị. Trong đó có một lần diễn ra ở trận tranh siêu cúp châu Âu gặp Bayern Munich, tài năng trẻ mang áo số 18, bị Manuel Neuer cản phá quả luân lưu quyết định, khiến Chelsea ngậm ngùi nhận thất bại. Khi Lukaku khẳng định với giới truyền thông rằng anh đã bị ép buộc phải rời Chelsea, Mourinho đã đáp trả trong một cuộc họp báo như sau. Cậu ta là một thằng nhóc lắm mồm, nhưng có một chuyện mà cậu ta đã không nói ra, chính là lý do mình phải đến Everton theo dạng cho mượn. Đó là điều duy nhất mà cậu ta chưa bao giờ tiết lộ. Sang tới Everton, Lukaku một lần nữa thăng hoa, anh đá 33 trận, ghi 16 bàn và có 8 đường kiến tạo. Nhưng kết quả của lần trở lại Chelsea sau đó thậm chí còn tệ hơn lần trước. Mourinho bán đứt chân sút 21 tuổi cho Everton để thu về hơn 35 triệu euro và nhường chỗ cho ba tân binh cùng vị trí là Diego Costa, Loic Remy, Didier Drogba. Khi được hỏi về lý do chia tay cậu học trò người Bỉ dù cho Lukaku đang ở trạng thái sung sức, trẻ khỏe và hưng phấn, cựu huấn luyện viên Porto cho biết. Tinh thần và cách tiếp cận trận đấu của cậu ấy không đủ cao để có thể cạnh tranh một suất đá chính ở Chelsea. Lukaku muốn trở thành sự lựa chọn số 1 trên hàng công và ở đội bóng này thì rất khó để đảm bảo điều đó. Một thời gian sau, Lukaku tiết lộ chính anh là người đã chủ động xin rời The Blue sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn với Everton và Mourinho hoàn toàn không có lỗi trong lần chia tay này. Michael Essien, đồng đội cũ của Lukaku và học trò cũ của Mourinho ở Chelsea chia sẻ với Manchester Evening News. Nhìn chung, họ có mối quan hệ tốt. Mọi thứ đều bình thường. Họ luôn tôn trọng lẫn nhau. Tới năm 2017, Bikram một lần nữa tái ngộ, người đặc biệt. Lần này, Man United đội bóng mà Mourinho đang cầm quân chi ra 84,7 triệu euro để biến Lukaku thành tân binh mà ở thời điểm đó là đắt giá thứ nhì lịch sử câu lạc bộ. Chỉ sau con số 105 triệu euro khi Quỷ Đỏ mua Paul Pogba từ Juventus ở mùa năm 2016 đến năm 2017. Tuy nhiên, số 9 mới của Man United không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ khi chỉ ghi 42 bàn sau 96 trận. Có những thời điểm Lukaku chơi rất tốt và tạo ra cảm giác kỳ vọng cho các cổ động viên câu lạc bộ thành Manchester. Ví dụ là khi cầu thủ người Bỉ liên tục ghi bàn hoặc kiến tạo ở tháng 9, tháng 12 năm 2017, tháng 2, tháng 3 ở 2 năm 2018 và 2019. Nhưng cũng có những tháng ngày anh bị gọi là chân gỗ và bị gán cái biệt danh đầy tính mỉa mai là nghệ sĩ nhân dân. Ví dụ như chuỗi 11 trận tịt ngòi liên tiếp từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2018. Lukaku không có bất kỳ pha làm bàn nào trong 8 lần cuối cùng khoác áo MU cuối mùa năm 2018-19. Trong quãng thời gian này, người hâm mộ của đội chủ sân Old Trafford cảm thấy vô cùng thất vọng với hình ảnh một số 9 chậm chạp, nặng nề, ục ịch và hay bị giật mình khi nhận được những đường truyền từ các đồng đội. Mourinho cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vị thuyền trưởng sinh năm 1963 bị Man United sa thải hồi tháng 12 năm 2018 khi Quỷ Đỏ chỉ thắng 7 phần 17 trận từ đầu mùa và kém nhóm các đội dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tới gần 20 điểm. Trong khoảng gần 2 mùa giải Mourinho làm việc với Lukaku ở Man United, thành tích nổi bật nhất của câu lạc bộ thành Manchester chỉ là Á quân Ngoại hạng Anh và Cúp FA năm 2017 đến năm 2018. 5 năm sau, Bikram và người đặc biệt lại tái ngộ, lần này là tại Roma. Hoàn cảnh của họ vào lúc này cũng không có nhiều điểm tích cực. Trận đấu đầu tiên của hai thầy trò tại Roma đã diễn ra theo cách vô cùng đáng quên. Dù có lợi thế sân nhà Olimpico và được chơi hơn người trong khoảng nửa giờ đồng hồ do Fikayo Tomori phải nhận thẻ đỏ ở phút 61, nhưng đội bóng áo bã trầu vẫn chịu thất bại với tỷ số 1-2.
Lukaku vừa sân thay Stefan Ensarawi ở phút 71 nhưng tân binh mang áo số 90 không để lại nhiều dấu ấn sau 20 phút thi đấu. Như vậy, Roma vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên của Serie A năm 2023 đến năm 2024. Ở vòng khai màn, đoàn quân của Mourinho hòa Salernitana 2-2 trên sân nhà. Tới vòng đấu tiếp theo, kết quả của Roma còn tệ hơn khi họ thua Hellas Verona 1-2. Ở góc nhìn rộng hơn, sự tiêu cực cũng đang hiện hữu trong hoàn cảnh của Lukaku và Mourinho. Lukaku đã bị cả Chelsea lẫn Inter quay lưng. Với câu lạc bộ thành London, trung phong sinh năm 1993 từng khiến các chú Blue phải nóng mắt khi kêu nhớ đội bóng cũ là Inter hồi năm 2021. Còn với Nerazzurri, Lukaku cũng để lại vết nhơ khi đi đêm với Juventus đúng thời điểm Inter đang cố gắng đàm phán để mua đứt anh từ Chelsea. Javier Zanetti, phó chủ tịch đội chủ sân Giuseppe Meazza từng công khai khẳng định Inter cảm thấy rất thất vọng vì bị Lukaku phản bội. Mourinho thì đã qua thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp cầm quân. Vào lúc này, vị chiến lược gia không còn ở vị thế siêu sao trong làng huấn luyện viên khi dẫn dắt một đội bóng như Roma. Thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho không phải là thời điểm hiện tại, mà đó phải là giai đoạn năm 2003 đến năm 2015, khi ông giành được những danh hiệu lớn như Champions League 2 lần, Ngoại hạng Anh 3 lần, Serie A 2 lần, La Liga 1 lần, cùng Porto, Inter, Real Madrid và Chelsea. Chức vô địch Conference League mùa năm 2021 đến năm 2022 cùng Roma không đủ tầm cỡ để có thể được so sánh với những danh hiệu khác trong bộ sưu tập của Mourinho. Lukaku và Mourinho đang là những người cùng khổ. Tiền đạo người Bỉ từng từ chối các câu lạc bộ ở Saudi Arabia vì muốn tiếp tục chơi bóng ở châu Âu. Còn Chelsea thì từ chối Juventus vì đôi bên được cho là không tìm được tiếng nói chung. Bianconeri muốn dùng Dusan Vlahovic để đổi lấy Lukaku nhưng tân huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino không thích cầu thủ này. Để rồi khi chẳng còn ai muốn giải cứu Lukaku từ Chelsea, Mourinho là người duy nhất làm điều đó khi ông đã nhiều lần trực tiếp gọi điện thoại cho cậu học trò cũ. Người đặc biệt chưa bao giờ công khai nói ông coi Beckham là con trai. Lukaku cũng chưa bao giờ công khai nói anh coi Mourinho như người cha của mình. Nhưng mối quan hệ giữa họ vào lúc này, ở hoàn cảnh hiện tại, giống như mối quan hệ giữa người cha già và đứa con lầm lỡ. Lukaku lầm lỡ vì đã mắc quá nhiều sai lầm, khiến anh trở thành một trong những cầu thủ bị ghét nhất thế giới. Còn Mourinho thì đã già, theo nghĩa ông đã qua thời kỳ thành công nhất trong sự nghiệp huấn luyện viên. Mourinho rất hiểu Lukaku, Beckham cũng rất hiểu người đặc biệt, và đó là cái cách mà những người cùng khổ đã tìm đến nhau. Họ không phải cha con, cũng chẳng coi nhau là cha con. Nhưng, người cha già, Mourinho đã dang rộng vòng tay, chào đón đứa con lầm lỡ, Lukaku khi đứa con ấy đang lâm vào thế khó. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với đội ngũ truyền thông Roma, tân binh mang áo số 90 cho biết anh luôn muốn được làm học trò của ông thầy 60 tuổi. Kể từ khi tôi 11 tuổi, tôi đã muốn làm việc với Mourinho. Đây là lần thứ ba tôi làm việc với ông ấy. Mourinho biết tôi và gia đình rất rõ. Ông ấy biết tôi là người thế nào và tôi cũng biết ông ấy. Cùng nhau, chúng tôi có thể làm được những điều tuyệt vời cho đội bóng này, Lukaku chia sẻ. Trước khi Roma chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Lukaku, Mourinho chỉ có trong tay đúng một tiền đạo cắm duy nhất là Andrea Belotti do cả Tammy Abraham, dây chằng chéo, lẫn tân binh Sader Asmal đều đang dính chấn thương, rách cơ. Cầu thủ người Iran chưa rõ ngày trở lại còn ngôi sao người Anh dự kiến phải nghỉ thi đấu hết năm nay. Vị chiến lược gia sinh năm 1963 đang thiếu hụt nhân sự. Ông cũng hiểu rằng Roma không phải một đội bóng lớn mạnh và giàu có đến mức có thể vung tiền cho những siêu sao top đầu. Tuy nhiên, nếu xét những gì Lukaku từng gây ra trong quá khứ, Mourinho đã không đưa anh về sân Olympico nếu không dành cho cầu thủ này một sự bao dung nhất định. Ông cũng chẳng phải người duy nhất đang bao dung với Lukaku. Jan Friedkin, chủ tịch Roma đã đích thân lái chiếc máy bay chở tiền đạo người Bỉ từ London tới Rome. Trên hệ thống Flyradar, có tới 47.300 người theo dõi chuyến bay của Friedkin và Lukaku. Đây là chuyến bay có số lượng người theo dõi nhiều nhất của Flyradar. Theo hãng thông tấn AP, ước tính có khoảng 5.000 Romanista đã dành nhiều giờ đồng hồ chờ đợi tại sân bay Ciampino để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc tân binh 30 tuổi đặt chân tới Rome. Họ cùng nhau xếp hàng dài để hò hét, ăn mừng và dành cho Lukaku sự chào đón nồng hậu nhất. Trung phong sinh năm 1993 dù chưa đá trận nào cho Roma, nhưng anh đã nhận được sự yêu mến đầy ấm áp của các Romanista. Đương nhiên, các cổ động viên của đội bóng áo bã trầu biết rất rõ những lỗi lầm trong quá khứ của Lukaku. Dẫu vậy, họ vẫn dành rất nhiều tình cảm và những sự động viên cho anh. Đó chính là sự bao dung. Vòng tay dang rộng của Mourinho và người hâm mộ Roma, Lukaku vào lúc này đang được tạo điều kiện hết mức để cống hiến cho đội chủ sân Olympico.
cả Bikram lẫn người đặc biệt đều nên tạm gác lại quá khứ để hướng tới hiện tại và tương lai. Mối lương duyên giữa họ là một mối lương duyên đầy trắc trở với những ký ức không mấy vui vẻ trong quá khứ. Nhưng sau cùng, họ vẫn tìm đến nhau. Người cha già, Mourinho đã mở rộng cánh cửa để chào đón đứa con lầm lỡ, Lukaku về với mình.